Số ứng cử viên và người vận động bầu cử bị giết tăng cao tại Mexico, tin từ Oaxaca, Mexico. Bạo lực gia tăng trong thời gian chuẩn bị của bầu cử giữa nhiệm kỳ trong tuần lễ này tại Mexico, đã làm ít nhất 7 ứng cử viên thiệt mạng và buộc phải 20 người khác rút lui khỏi vòng bầu cử, những con số kỷ lục trong cuộc vận động tranh cử hỗn loạn tại nước này. Các băng đảng ma túy đụng độ với nhau để tranh giành quyền kiểm soát con đường buôn lậu ma túy ở vùng Duyên Hải, Thái Bình Dương bằng cách ám sát hoặc đe dọa các ứng cử viên, trong khi lực lượng giáo viên quân sự phản đối sự cải cách nền giáo dục, thì dọa sẽ phá hoại các trạm đầu phiếu, tọa lạc phần lớn tại vùng Tây Nam Mexico. Các vụ bạo động gia tăng đang là thách thức với lời cam kết của Tổng thống Enrique Peña Nieto khi ông này nắm giữ quyền hành hồi tháng 12 năm 2012, rằng chính phủ của ông sẽ tái lập trật tự trong nước. Giờ đây thì sự sợ hãi đã làm cho các ứng cử viên và kể cả cử tri rúng động khắp cả lãnh thổ Mexico. Tại Oaxaca, người biểu tình đã cướp phá trụ sở của đảng PRI cầm quyền và đốt cháy tất cả các hồ sơ cũng như ảnh chân dung của ông Pena Nieto. Cựu Tổng thống Costa Rica Laura Chinchilla đã đến Mexico vào ngày thứ Ba 2 tháng 6 cùng với một đoàn quan sát viên cuộc bầu cử thuộc tổ chức của các quốc gia Mỹ Latin. Ngày thứ Tư 3 tháng 6, người biểu tình tại Tixla Guerrero để đòi công lý cho 43 học sinh bị mất tích đã đụng độ với cảnh sát, khiến cho một người biểu tình bị thương. Ngoài 7 ứng cử viên, còn có ít nhất là 9 người tham gia chiến dịch vận động bầu cử đã bị giết tại nhiều vùng khác nhau của Mexico.